đều mong muốn được mình có một sức khỏe dẻo dai và một vóc dáng thật là đẹp đúng không ạ? Vậy thì hôm nay hãy đồng hành cùng mình để trải nghiệm hướng dẫn sử dụng đối với máy chạy Vuyong mã sản phẩm là MK211N. Đối với dòng máy tập này thì rất là đơn giản thôi ạ. Thì cơ bản như chúng ta có thể thấy là bên trên khoang này nó sẽ là cái điều chỉnh cái tốc độ và độ dốc của máy để làm sao cho cái cơ nhiều cân lo hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn bước đầu tiên nhé. Thì chúng có cách đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh bằng tay. Nó sẽ có những cái bên phải đây chúng ta sẽ là chỉnh tốc độ, trừ này sẽ là giảm tốc độ đi. Và nó cũng có hiển thị ở trên cả bảng điều khiển. Khi chúng ta bấm giảm tốc độ nhé, và tăng tốc độ chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng. Còn ở bên trái này chúng ta sẽ là chế độ của leo núi. Độ dốc của thảm nó sẽ tăng lên. Khi chúng ta tăng thì nó cũng hiển thị rất rõ ở trên cái bảng điều khiển ở trên máy này rồi. Thì độ dốc của chúng ta càng lớn thì lượng tiêu thụ calo của chúng ta càng nhiều, tiêu hao được càng nhiều hơn. Đấy là bước thứ nhất chúng ta có thể sử dụng bằng điều khiển phím bằng tay. Còn dễ hơn thì chúng ta có thể chỉnh trực tiếp trên cái bản mạch của nó đây ạ. Thì ở khoang bên trái này có ký hiệu bằng chữ inline này thì là sẽ là có 4 mức. Mức số 4, số 6, số 8 và số 10 của chế độ leo núi. Còn bên này, bên phải này nó sẽ là có con slip. Nó cũng có 4 mức tương đứng là mức số 4, số 6, số 8 và số 10. Cơ bản khi chúng ta đi bộ thì chúng ta sẽ chỉnh ở số 4. Đấy là đi bộ nhịp nhàng và nhẹ nhàng nhất. Hoặc chúng ta có thể điều chỉnh ở mũi tên này. Thì bên trên này thì nó cũng sẽ hiển thị cái nhịp tim, tốc độ chạy, thời gian chạy và lượng calo tiêu thụ. Cả nhịp tim, khi chúng ta muốn đo nhịp tim nhé, thì hai tay chúng ta sẽ bám sát ở hai bên cái thanh hẳn đồng đây ạ. Thì nó sẽ hiển thị đây ạ, hiển thị nhịp tim ở trên cái màn hình của nó đây ạ. Trên cái màn hình LED của nó đây. Rất là rõ. Đó. Rất dễ sử dụng đúng không ạ? Và đối với những người già nhé, hoặc là những người mà chúng ta có tiền sử, nếu như ta muốn chạy thì chúng ta sẽ kẹp cái này vào áo nhé. Mục đích là tránh trường hợp mà khi quá trình chúng ta chạy sức khỏe chúng ta bị đột ngột nhé. Thì cái này nó sẽ tự động dựng theo cái người của mình ra và nó sẽ tự động ngắt một cái máy. Các bạn là sẽ tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Muốn biết thêm chi tiết thì các bạn sẽ vào trực tiếp trên trang web encomart.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số tổng đài là 02439656067. Cảm ơn các bạn.